Nhưng mà tới hôm nay thì nó vô tình là có những cái thành phần họ không có thiện chí với đoàn, và họ cố tình để làm giảm uy tín của đoàn á, thì em cũng xin cáo lỗi với tất cả quý vị luôn. Tại phải bước ra nói, hôm qua thì có một cái vòng mà sổ có nhầm lẫn là kêu hai con số 4 trong một lúc luôn. Thì giống như quý vị biết thì banh sĩ chỉ có 60 con thôi. Và cái sự cố này đã được chị Lâm Kim Quyền có giải thích cho mọi người rồi, là do là một con số nó bị trùng, là cứ cầm đi rồi kêu lại đó quý vị. Cho nên đó là hôm qua đó là vì chính xác là như thế này, cái con số 40 nó bị rớt con số 0 ra, và kêu lại con số 4 và bỏ lại con số 40 để quay tiếp, nhưng mà không có ra số 40 mà ra số khác để lại trúng luôn. Nhưng mà tụi em đã cố gắng khắc phục và giải thích ngay lúc đó, và khán giả lúc đó cũng có chứng kiến luôn. Nếu mà để mà làm ảnh hưởng cho đoàn mà chỉ với giải thưởng có 1 triệu đồng thì nó không có đáng. Cho nên đó là hiện tại thì có một số thành phần không có thiện chí với đoàn, mình phải nói như vậy luôn cho nó dễ, thì đã có cắt cái clip nhưng mà không có cắt cái sự giải thích, mà chỉ cắt có cái đoạn bị nhầm lẫn thôi. Thì rất là mong là quý vị cũng thông cảm giùm. Và thứ nhất là cái sự cố đó không phải là sự nhầm lẫn của diễn viên, cũng không phải là sự cố tình của đoàn. Cho nên rất là mong quý vị cũng sẽ ủng hộ. Và giống như quý vị tới đầu giờ thì tụi em cũng bỏ banh cho đoàn hòa 60 trái cho quý vị. Nếu mà thiếu cũng đâu có sổ được đâu. Và cho nên là rất mong quý vị cũng sẽ thông cảm. Tại vì bây giờ rất là nhiều người kêu em phải giải thích, nhưng mà cô không biết nói sao. Tại vì đây là sự cố của đoàn chứ không, đoàn cũng thật sự không mong muốn quý vị nha. Và nếu mà quý vị thấy mà chương trình hôm nay có ít diễn viên quá, quý vị cũng thông cảm giùm. Tại vì dịp Tết thì các bạn phải thay phiên nhau để mà diễn. Em phải sắp lịch cho nó mỏng hơn một chút xíu để có thể là đảm bảo được số diễn. Bản thân em cũng không có thể được lên sân khấu luôn, bởi vì ở trong kia không có ai coi hết trơn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Sài Gòn Tổng Thời, và rất mong quý vị cũng sẽ thông cảm. Và em hy vọng là quý vị sẽ nhận được cái thiện chí từ em, và có thể tháo dùm cái clip đó xuống, tại vì nó sẽ gây khó dễ mà không chỉ cho đoàn em mà cho tất cả các đoàn lô tô luôn ạ. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Tại vì một cái chuyện rất là nhỏ thôi, nhưng mà người ta biết, người ta sẽ nói đánh giá lô tô nó không có nó đánh là đánh tổng thể luôn, chứ không phải là riêng một mình đoàn hàng hết. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và cảm ơn chị đã thời gian qua yêu mến Tài Hiệu Thân Thời nha chị. Mong rằng chị mình tiếp tục đồng hành yêu mến cùng chúng em nha quý vị nha. Để chúng em có thể liên tục tiếp tục phục vụ khán giả mình những chương trình giải trí văn nghệ hay như thế này nha quý vị. Rồi ai đưa cho Lê Trường 100 kìa. Rồi bắn ghét cho em gái luôn đi. Rồi quý vị ơi, và bây giờ trong lần này số vé cũng là mỏng dần như rồi với chị ha. Tín hiệu đã có. Một lần nữa ai chưa có vé mong rằng chị đón nhận giùm em. Ai đã có vé rồi tập trung sáng mơ thưởng nha quý vị. Thôi mang cứ tiếc túi cho nhau bận.
Em vừa mới kêu xa, chắc một chị ba đọc giải. Rồi,